Thưa quý vị, trong hai ngày 18 và 19 tháng 2, tức ngày 9 và 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn, huyện Định Hóa đã tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc ATK Định Hóa Xuân Giáp Thìn 2024. Trong đó điểm nhấn là lễ hội Lồng Tồng được khai mạc vào sáng ngày 19 tháng 2 tại quảng trường ATK Định Hóa, thị trấn Chợ Chù. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân khu 1. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban ngành, đơn vị, địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến du xuân chảy hội. Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc, bao gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội. Trong đó điểm nhấn nổi bật nhất là lễ hội Lồng Tồng hay còn gọi là lễ xuống đồng. Đây là hoạt động tín ngưỡng dân gian truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc huyện Định Hóa với ý nghĩa cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, người người no ấm, hạnh phúc. Phần lễ chính bao gồm các hoạt động dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tái hiện lễ cầu mùa của dân tộc Tày và dân tộc Sán Chay, lễ tịch điền, lễ cầu phúc của dân tộc Dao. Phần hội gồm các hoạt động thi dạ bánh dày, các trò chơi dân gian, thi đấu các môn thể thao truyền thống. Lễ hội Lồng Tồng thì có một số những điểm mới, có thêm một số những cái trò chơi trò hội như là giao lưu bóng bàn giữa các du khách, giữa nhân dân. Thứ hai là giao lưu bóng đá. Ban tổ chức cũng đã huy động là gần 200 các thầy cô giáo cũng đã tập luyện rất là nhiều ngày để làm sao với cùng với du khách, cùng với nhân dân để có một cái đêm lửa trại nó được hoàn thiện nhất. Toàn bộ những nội dung mà chúng tôi phải đảm bảo cái việc là vệ sinh, rồi trông giữ xe, đảm bảo là khi vào sân lễ hội là chỉ có chúng ta đi bộ để tham quan thưởng thức cái không gian văn hóa trên cái sân quảng trường ATK Định Hóa. Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa hàng năm được tổ chức vào ngày 9 và 10 tháng Giêng âm lịch. Năm nay thì thay vì tổ chức tại địa điểm quen thuộc như mọi năm là ở xóm Đèo Re, xã Phú Đình, thì lễ hội năm nay đã được chuyển địa điểm tổ chức tại trung tâm thị trấn Chợ Chu của huyện Định Hóa, đã tạo nên rất là nhiều thuận lợi cũng như là nhiều nét mới cho lễ hội năm nay. Năm nay là tập trung ở đây thì là các xã, các huyện lân cận cũng về đây tham dự. Năm ra là năm nay thấy rất đông vui hơn mọi năm. Cảm thấy rất là vui mừng, sung sướng, trang trí rất là đẹp. Hội Lồng Tồng lại về đây, đông đúc rất là tuyệt vời rồi. Cũng trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc ATK Định Hóa còn diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc khác như trưng bày, giới thiệu về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của huyện, bao gồm văn hóa trà, không gian giới thiệu văn hóa dân ca các dân tộc, các sản phẩm đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Lễ hội Lồng Tồng được tổ chức không chỉ giúp quảng bá hình ảnh, thúc đẩy phát triển du lịch về nguồn cho vùng đất ATK Định Hóa, mà còn góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.